Iran đòi đấm vào miệng Ngoại trưởng Mỹ và quyết ở lại Syria. Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đã phản ứng mạnh mẽ trước lời đe dọa tăng cường trừng phạt của Mỹ, nói rằng người dân nước này sẽ đấm vào miệng Ngài Ngoại trưởng Michael Pompeo. Người dân Iran sẽ cùng nhau đối phó với lời đe dọa này. Họ sẽ đấm vào miệng Ngoại trưởng Mỹ và bất cứ ai ủng hộ Mỹ. Reuters ngày 22 tháng 5 dẫn lời ông Ismail Khobsari, phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Soronlas cho biết. Trước đó vào ngày 21 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo yêu cầu Iran thực hiện hàng loạt thay đổi, bao gồm giới hạn phạm vi tên lửa đạn đạo, nhằm chấm dứt sự ảnh hưởng về mặt quân sự và chính trị từ khu vực Trung Đông đến các bờ biển Địa Trung Hải. Ông và Mỹ là ai mà yêu cầu chúng tôi giới hạn phạm vi tên lửa đạn đạo? Lịch sử cho thấy rằng, với vụ tấn công ở Hiroshima và Nagasaki, Mỹ là tội phạm hàng đầu liên quan đến tên lửa. Ông Khobsari bức xúc. Ông Qasem Soleimani, chỉ huy một nhánh thuộc lực lượng vệ binh cách mạng, tiến hành các chiến dịch bên ngoài biên giới Iran, đã bị Ngoại trưởng Pompeo mô tả là một nhân vật gây rối hàng đầu Trung Đông. Phát biểu về lời chỉ trích này, Phó chỉ huy Khobsari khẳng định, người dân Iran ủng hộ ông Soleimani. Ở một diễn biến khác, Iran đã bác lời kêu gọi của đồng minh Nga về việc toàn bộ binh sĩ nước ngoài rời khỏi Syria. Newsweek đưa tin ngày 22 tháng 5. Tehran khẳng định, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ mới là những quốc gia triển khai binh sĩ bất hợp pháp và họ phải rút quân khỏi Syria. Không quốc gia nào có thể ép buộc được Iran. Iran là một quốc gia độc lập, tự quyết định chính sách của mình. Iran hiện diện quân sự ở Syria theo lời mời của chính phủ Syria để chiến đấu chống khủng bố và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của họ. Sự hiện diện này vẫn sẽ tiếp diễn, miễn là chính quyền Syria còn muốn Iran hỗ trợ. Những quốc gia tiến vào Syria dù không nhận được sự đồng thuận của chính phủ Syria mới phải rời khỏi quốc gia này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi tuyên bố hôm 21 tháng 5. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Syria, Iran bất đồng quan điểm với Nga, dễ xảy ra xung đột. Syria sẽ không chấp nhận kế hoạch hiến pháp mới do Nga đề xuất, trong đó quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad bị suy giảm. Đây sẽ là bước lùi đối với nỗ lực của Điện Kremlin nhằm đàm phán kết thúc cuộc chiến tranh 7 năm ở quốc gia Trung Đông này. Theo kế hoạch của Nga, một số quyền lực từ chính quyền Trung ương sẽ được phân cấp, thiết lập giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ Tổng thống, mỗi nhiệm kỳ 7 năm, và cho phép Quốc hội phế bỏ người đứng đầu nhà nước. Tôi không nhận thấy bất cứ khả năng nào để dự thảo của Nga đề xuất trở thành nền tảng cho tiến trình chỉnh sửa hiến pháp của Syria, Cố vấn cấp cao chính phủ Nga Vitaly Nupkin nói tại cuộc họp nhóm thảo luận Vadai chủ trì ở Moscow hôm 21 tháng 5. Vị quan chức này nhấn mạnh, Nga sẽ không áp đặt người Syria, hơn cả Damascus và phe đối lập đều không chấp thuận bản dự thảo. Sau chuyến thăm bất ngờ của ông Assad tới Moscow hôm 17 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Damascus đã nhất trí cử phái đoàn tới các cuộc thảo luận về hiến pháp do Liên Hiệp Quốc chủ trì tại Geneva. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Syria, có vẻ không mấy mặn mà và chỉ nói rằng nước này sẵn sàng thảo luận các điều chỉnh cho hiến pháp hiện tại. Assad không muốn quyền lực bị suy giảm, chứng tỏ ông ta không quan tâm đến giải pháp chính trị. Điều này sẽ khiến lập trường của chính quyền Assad xung đột trực diện với Nga. Người phát ngôn nhóm đối lập chính phủ Syria, ông Yahya al-Aridi, nói với trang Bloomberg. Dù chính phủ Syria với sự hậu thuẫn của Nga và Iran đã giành quyền kiểm soát phần lớn đất nước bị chiến tranh tàn phá này, nhưng triển vọng hòa bình vẫn còn xa vời. Mới đây, Tổng thống Putin cho biết ông cùng người đồng cấp Syria đã nhất trí rằng các lực lượng quân sự nước ngoài phải rời khỏi nước này. Phát ngôn này của ông chủ Điện Kremlin bất ngờ tạo ra sự giãn nứt công khai hiếm thấy giữa Moscow và Tehran. Phía Iran quả quyết, chỉ có Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ phải rút đi bởi họ triển khai quân tới Syria bất hợp pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi hôm 21 tháng 5 khẳng định sự hiện diện của Iran ở Syria là do chính phủ nước này mời tới để đấu tranh chống khủng bố và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Syria. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.
Nga và Iran tức tốc chuyển siêu vũ khí tới Syria để chuẩn bị đánh lớn. Mặc dù IL-76T thuộc sở hữu của hãng hàng không Syria, nhưng theo Al-Masdar News, nó phần lớn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran sang Syria. Al-Masdar News dẫn cập nhật của tài khoản Twitter Urich Isri, chuyên cập nhật tình hình xung quanh Bosphorus, cho biết một máy bay chở hàng cỡ lớn của Syria đã rời thủ đô Iran để bay về Damascus tối 19 tháng 5. Chiếc máy bay này được xác định là Ilyushin IL-76T. Mặc dù IL-76T thuộc sở hữu của hãng hàng không Syria, nhưng theo Al-Masdar News, nó phần lớn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran sang Syria. Các chuyến bay của IL-76T thường bị giám sát bởi nó chủ yếu bay từ Syria đến Iran và thực hiện nhiều chuyến bay trong một tuần. Trước đó, cũng theo cập nhật của tài khoản Yoruk Istin, tàu đổ bộ Aros của Nga đã được nhìn thấy tại eo biển Bosphorus khi vận chuyển một lượng lớn khí tài quân sự tới Syria. Dự đoán con tàu sẽ cập cảng Tartus trong vài ngày tới. Đây không phải lần đầu tiên Nga và Iran vận chuyển thiết bị và hàng hóa quân sự tới Syria, nhưng lại gây chú ý trong bối cảnh xuất hiện nhiều dự đoán Israel sắp tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào quốc gia này. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Siêu tên lửa Nga xung trận tại Syria khiến phiến quân và Israel run sợ. Nga đã cung cấp cho Syria tên lửa hiện đại nhất mà theo đánh giá của nhiều chuyên gia là hầu như không có loại xe tăng nào đỡ được họ đòn hủy diệt của dòng tên lửa này. Cục diện chiến trường Syria đã thay đổi rất lớn trong thời gian gần đây dưới sự yểm trợ của các lực lượng vũ trang Nga. Quân đội Syria lần lượt giải quyết được các điểm nóng, quét sạch các tay súng phiến quân ra khỏi những nồi hầm khổng lồ. Nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn chưa thể tới, vì thế Nga đã nhất trí cung cấp cho Syria tên lửa chống tăng Kornet-D, một loại vũ khí có sức hủy diệt cao, vô hiệu hóa gần như mọi loại vỏ thép di động, xe tăng và thiết giáp hiện đại nhất thế giới. AMN dẫn nguồn tin quân sự, hiện nay quân đội Syria đã chính thức đưa lại tên lửa chống tăng hiện đại nhất này vào chiến đấu nhằm tiêu diệt các lực lượng phiến quân đối lập, vốn vẫn đang chiếm giữ vùng đất rộng lớn ở quốc gia cận đông này. Cũng nguồn tin trên cho biết, một số kíp chiến đấu của quân đội Syria đã bắn các tên lửa chống tăng loại này ở cự ly lớn 8 km và tiêu diệt nhiều mục tiêu, khiến các tay súng của quân nổi dậy ở phía bắc Hama choáng váng. Trước đó, quân đội Syria chỉ được Nga cung cấp phiên bản tên lửa chống tăng Kornet có tầm bắn tối đa 5,5 km. Không chỉ phiến quân đối lập ở Syria lo sợ, mà các quốc gia như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải hết sức dè chừng trước loại tên lửa chống tăng hiện đại này. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Israel run sợ khi Nga chuyển giao S-300 cho Syria. Theo chuyên gia Andrei Koskin, nếu S-300 được triển khai tại Syria, Israel sẽ phải ngồi xuống đàm phán với Tổng thống Bashar al-Assad, thay vì ung dung ném bom Syria như một thú vui. Hôm 25 tháng 4, Bộ Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố Tel Aviv sẽ đáp trả thích đáng nếu Damascus dùng hệ thống phòng không S-300 để chống lại không quân Israel. Tuy nhiên, phải chăng sẽ tốt hơn cho Israel nếu các nước này ngừng oanh tạc Syria bởi S-300 chỉ đơn thuần là vũ khí phòng thủ? Theo chuyên gia khoa học chính trị Andrei Koskin, trường khoa học xã hội và khoa học chính trị tại Đại học Kinh tế Penakov, nỗi sợ hãi trong lòng Israel đã được dấy lên từ năm 2010 khi Nga và Syria đạt thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không S-300, mặc dù sau đó Nga đã hủy bỏ thỏa thuận này do sức ép từ các nước phương Tây. Nhưng mới đây, sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công Syria, Moscow tuyên bố sẽ cân nhắc lại khả năng chuyển giao S-300 cho Damascus. Ông Koskin cho biết, Israel không có hiệp ước hòa bình với Syria, vì thế Tel Aviv cảm thấy rằng họ có thể tấn công những thứ mang lại mối đe dọa cho an ninh Israel. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án cuộc tấn công của liên quân vào Syria đêm 14 tháng 4 là hành động xâm lược. Ông Koskin cho rằng cuộc tấn công của Israel nhằm vào căn cứ T4 của Syria cũng nên được gọi là một hành động xâm lược tương tự. Theo vị chuyên gia, tổ hợp tên lửa S-300 Parurit cải tiến có thể tiêu diệt tất cả các phương tiện bay, trong đó có cả tên lửa. Nói cách khác, nó cho phép vô hiệu hóa bất cứ mối đe dọa nào từ trên không.
Đối với những quốc gia hiếu chiến như Israel, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga có khả năng cung cấp S-300 cho Damascus có thể khiến Tel Aviv phải tự nhắc nhở mình và ngồi vào bàn đàm phán. Tình thế này thúc đẩy sự lạc quan bởi nó biến một cuộc đối đầu vũ trang trở thành cuộc đàm phán ngoại giao. S-300 giúp lẽ phải chiến thắng sự vô pháp luật. Chỉ một tuyên bố từ Nga đã đủ khiến mọi thế lực tại Trung Đông nín lặng, ông Koskin nói với trang Pravda. Theo Pravda, điều đáng nói là trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga vẫn chưa quyết định có chuyển giao S-300 cho Syria hay không. Tuy nhiên, đại sứ Syria tại Nga là Riyad Haddan lại tiết lộ rằng các hệ thống phòng không S-300 đã được chuyển tới Syria vào tháng trước. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.